bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Tray and Clack của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chiếc vòng tay mang tên của một MC analyst mang tên là Tray and Clack. Và để làm được chiếc vòng này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đây. Đầu tiên là một chiếc kim này, một chiếc kéo này, dây chun này, đây là phần hạt vòng này. Và phần cuối cùng thì chúng ta có các cái chữ cái nữa, chữ cái để tạo thành cái tên Tray and Clack. Trước tiên thì các bạn sẽ lấy cho mình cái đoạn dây này. Cắt đi này. Lấy phần hướng dây này. Mình sẽ tắt nút như này để khi mình sâu hẳn vào mặt thì mình sẽ không bị tuột nhé. Bây giờ thì đối với các cái hạt vòng đây thì mình sẽ lựa chọn các cái hạt vòng màu cam nhé. Vòng cam như này trước tiên mình sâu ở đây một này, sau đó mình có thể là mình sẽ cho cái vòng hình trái tim màu cam vào. Tiếp theo này, màu cam này, bây giờ mình sẽ ghép các cái phần chữ cái nhé. Thực ra thì mình thấy cái chữ Ray một cách hơi ngắn, bây giờ mình ghép thêm cái hạt vòng màu cam nữa đi. Thì khi cái chữ nó ít thì mình sẽ ghép thêm nhiều cái hạt vòng để cho nó có cái độ dày, nó sẽ đủ để làm cái vòng tay của mình. Chữ R này, chữ I này, chữ A này, N này, Ray and Clack, C này, L này,
ăn này. Chữ R. Chữ K này. Bây giờ mình sẽ ghép các cái chữ này vào một cái phần này. Thì mình không có cái hạt vòng nhỏ màu cam thì mình sử dụng cái hạt vòng nhỏ màu nâu. Hạt vòng nhỏ này thì mình sẽ sâu vào giữa các cái chữ cái này nhé.